Xin chào tất cả mọi người, chúng ta đang bắt đầu chương 2 của giáo trình Ito A1. Và trong phần ngữ pháp của chương 2 này có một cái vấn đề chúng ta cần phải lưu tâm đặc biệt hơn các vấn đề ngữ pháp khác, đó là học về động từ. Và trong chương này người ta nói các động từ kết thúc bằng er, le verbe en er. Khi người ta viết như thế này chúng ta hiểu là ký hai cái ký tự cuối của động từ nó là ký tự ơ và e, phát âm là e. Còn cái gạch mà chúng ta thấy đứng trước ơ e nó thể hiện tất cả những ký tự mà đứng trước đó, có thể là 2, có thể là 3, 4, 5 tùy cái động từ dài hay là ngắn. Như vậy khi chúng ta thấy một cái câu như thế này, le verbe en ơ e, thì chúng ta đọc là những động từ kết thúc bằng ơ e, và ơ e này phát âm là e. Và chúng ta học động từ này ở thì hiện tại, au présent. Và ở đây người ta đề xuất cho chúng ta một cái động từ là động từ continuer, tức là tiếp tục. Động từ kết thúc bằng er thì chúng ta có thể gọi là động từ nhóm 1. Và tại sao lại có nhóm 1? Có nhóm 1 thì phải có nhóm 2 hoặc là vân vân nhóm 3. Như vậy chúng ta sẽ xem cái cách người ta trình bày như thế này. Ba nhóm động từ. Trois groupes de verbes. Group là một nhóm. Trois groupes de verbes. Ba nhóm động từ. Số lượng động từ trong tiếng Pháp rất nhiều, mà tất cả các động từ này đều phải chia. Chia tức là conjugué, tức là ba ngôi số ít, ba ngôi số nhiều. Tất cả mọi động từ, không trừ một động từ nào hết, đều phải chia. Do đó người ta chia các động từ thành ba nhóm để giúp người học có thể học một cách có hệ thống. Để chúng ta thấy cái cách mà người ta chia động từ như thế này là do các nhà ngữ pháp họ muốn giúp cho chúng ta học động từ một cách dễ, tức là người ta gom những cái động từ nào có cùng một cách chia thành một nhóm, những động từ nào không giống như vậy thì người ta để qua một cái nhóm khác. Như vậy trong tiếng Pháp người ta chia ra làm tất cả là ba nhóm. Nhóm một gồm có những động từ kết thúc bằng e, đây là những động từ có quy tắc, tức là chia có quy tắc. Nhóm 2 là những động từ kết thúc bằng IE, là những động từ có quy tắc để chia. Nhóm 3 là những động từ tận cùng bằng IE, tận cùng bằng OIE, tận cùng bằng RE, là những động từ bất quy tắc. Như vậy chúng ta thấy ở trong cái phần chúng ta học trong cái bài chương 2 này là những động từ có quy tắc đó như thế nào? Trước tiên chúng ta hãy coi những cái đặc điểm của cái nhóm động từ có ký tự cuối là e như thế này này. Thì trừ những động từ, trừ một động từ, đó là động từ ale, nó cũng có cái ký tự cuối là e, nhưng nó là nhóm 3. Trừ một động từ có ký tự cuối là e, thì còn lại tất cả những động từ nào mang các ký tự cuối là e, người ta xếp vào nhóm 1. Thì nó nhóm 1 nó có ba cái đặc tính như thế này. Ba cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là số lượng của nó rất nhiều, lên tới hàng ngàn. Lên tới hàng ngàn, nhưng mà nó chỉ theo một quy tắc để chia. Đặc điểm thứ hai là nó có quy tắc để chia mà chúng ta sẽ coi ở ngay ở bên dưới như thế này. Và đặc điểm thứ ba là trong khi chia như thế này thì ngoài quy tắc chung thì chúng ta còn có các cái tiểu nhóm đặc biệt. Người ta gọi là đặc biệt chứ không phải là bất quy tắc. Tức là vẫn chia theo quy tắc như thế này nhưng mà nó có một cái chút gì đó đặc biệt. Và chúng ta sẽ xem ở trong bài này. Và chúng ta hãy lấy động từ continue mà sách đề xuất cho chúng ta học. Continue có nghĩa là tiếp tục. Người ta chia cái động từ này ở trang 36. Đó. Và cách chia như sau. Thứ nhất là chúng ta để ý tới cái quy tắc chia của động từ nhóm 1. Ở đây chúng ta thấy có ba ngôi số ít là je, tu, il, và ba ngôi số nhiều là nous, vous, ils. Thì quy tắc chia của động từ nhóm 1 là như sau. Tương ứng với ngôi thứ nhất số ít là je, chúng ta có e. Tương ứng ngôi thứ hai chúng ta có es. Tương ứng với ngôi thứ ba số ít chúng ta có e. Tương ứng với ngôi thứ nhất số nhiều nous chúng ta có ons. Tương ứng với ngôi thứ hai số nhiều là vous chúng ta có ez. Và tương ứng với ngôi thứ ba số nhiều là in, chúng ta có ent. Như vậy, cái phần mà chúng ta ghi màu đỏ này, người ta gọi là một cái bộ đuôi. Bộ, một bộ tức là chúng ta không thể thiếu, chúng ta không thể thay đổi được. Nó là một cái bộ và nó nằm ở đuôi chữ. Chúng ta đọc như sau. E, es, e, ons, e, z, ent. E, es, e, ons, e, z, ent. Khi chúng ta thuộc cái bộ đuôi này thì chúng ta có thể xử lý hàng trăm, hàng ngàn động từ nhóm 1 như thế này.
rất là nhiều. Như vậy chúng ta cần lưu tâm để ý tới cái bộ đuôi này. Tôi đọc lại một lần nữa: EES, EONS, EZ, ENT. Và chúng ta thay vào cái đuôi của động từ mà người ta đề xuất. Tôi lấy ví dụ ở đây người ta đề xuất cho chúng ta động từ continue. Continue còn gồm có bốn âm tiết: cong là một, ti là hai, nhi là ba, e là bốn. Và người ta nói cái cái e này nó là cái đuôi, nó là cái đuôi của động từ, và khi chúng ta chia, chúng ta chỉ chia cái e này thôi, còn các cái ký tự còn lại người ta gọi là cái căn. Căn tức là cái gốc, cái rễ của động từ đó chúng ta không có đụng chạm tới. Và người ta nói đưa cái căn này xuống. Ở đây là chúng ta học chia lần đầu tiên thì tôi làm từ từ: je continue. Chúng ta đưa các cái ký tự này này: continue, continue. Chúng ta cứ đưa xuống: je tue il, nous vous il. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ghép cái bộ đôi này vào cái phần ở phía đằng sau, tức là nó thay vào cái chỗ e của cái động từ này. Je continue thì chúng ta viết nó là như vậy tôi vừa mới làm một cái công việc là tôi ráp cái bộ đuôi mà chúng ta thấy ở bên này vào cái căn của cái động từ continue này. Tôi xin nhắc lại, continue là một cái động từ nhóm 1. Chúng ta chia là chia cái đuôi này, còn cái phần căn này, cái phần mà đứng trước gọi là căn, căn là gốc rễ đó, thì chúng ta không có đụng chạm tới, chúng ta đưa xuống, rồi chúng ta ghép cái bộ đuôi vào cái vị trí của e, nó sẽ là ES, ONS, EZ, ENT, giống hệt như bên này. Như vậy chúng ta đã có cái động từ continue ở chia ở thì hiện tại. Và chúng ta đọc như thế này: je continue, tu continue, il continue, nous continuons, vous continuez, ils continuent. Tôi xin đọc lại: je continue, không phát âm ký tự ơ cuối, tu continue, không phát âm các cái ký tự cuối, il continue, nous continuons, vous continuez, ils continuent. Và với cách chia như vậy thì chúng ta có thể chuyển cái động từ này ra ở cái thể gọi là phủ định, bằng cách chúng ta chèn cái chữ nơ và pá vào, chữ nơ đứng giữa chủ từ và động từ và pá đứng sau, thì chúng ta sẽ có cái thể phủ định của động từ continue như sau. Chúng ta thấy đưa cái bộ cái động từ là thể khẳng định đi qua bên này, chúng ta chèn nơ vào giữa chủ ngữ và động từ, nơ nó đứng ở vị trí này, pá đứng ở sau. Je ne continue pas, tu ne continue pas, il ne continue pas, nous ne continuons pas, vous ne continuez pas, il ne continue pas. Chúng ta đã phát âm giống như bên này, chỉ việc là đưa nơ vào trước và pá đằng sau động từ thì nó ra cái thể gọi là thể phủ định. Và cái điều này chúng ta đã học ở trang 28 ở bài ở chương 1. Chúng ta đã học ở chương ở trang 28 ở chương 1. Và anh chị nào mà lần đầu tiên làm quen với cách chia động từ này thì chúng ta cần coi kỹ lại cái này một số lần. Tôi xin nhắc lại, chúng ta chia động từ ee bằng cách chúng ta có một cái quy tắc ở cái bộ đuôi như thế này: EES, EONS, EZ, ENT. Chúng ta lấy cái bộ đuôi này, chúng ta ghép vào cái vị trí của cái đuôi của động từ là EE, còn cái phần trước chúng ta gọi là căn thì chúng ta để nguyên: je continue, tu continue, il continue, nous continuons, vous continuez, il continue. Và với cái cách chia khẳng định này, chúng ta có thể chia ở cái thể phủ định bằng cách chèn cái nơ đứng giữa chủ từ và động từ, nó đứng ở vị trí như thế này, và pa đứng ở sau.
Ở đây trước khi đi qua các cái phần khác thì chúng ta cần lưu ý một điều rất quan trọng. Ở ba vị ở bốn vị trí je, tu, in, ba ngôi số ít và il, ngôi thứ ba số nhiều thì viết khác nhau nhưng mà phát âm giống nhau. Chúng ta viết là es, ent. Tức là cái cách viết khác nhau nhưng mà đọc rất là giống nhau. Je continue, tu continue, il continue, in continue. Chúng ta để ý tới cái ngôi thứ ba số nhiều này. Một số người không để ý cái lời căn dặn này thì sẽ có thể có cái cách phát âm khác và như vậy là không đúng với cái cách phát âm của động từ nhóm 1. Tôi xin nhắc lại, ở bốn vị trí je, tu, il và in số nhiều, chúng ta phát âm giống nhau mặc dù viết khác nhau. Tôi ghi các cái vị trí này ra thì cho mọi người nhớ này. Vị trí ngôi thứ nhất số ít, ngôi thứ hai số ít, ngôi thứ ba số ít và ngôi thứ ba số nhiều viết khác nhau nhưng mà phát âm giống nhau. Rồi chúng ta vừa mới coi động từ continue là cái động từ nhóm 1 được chia như thế này và với cách chia này chúng ta vận dụng vào tất cả các cái động từ nhóm 1 khác. Tuy nhiên có một số các trường hợp đặc biệt. Các trường hợp đặc biệt này người ta không gọi là bất quy tắc nhưng mà người ta gọi là đặc biệt, các tiểu nhóm đặc biệt. Ở trong đây vẫn là các cái động từ nhóm 1 nhưng mà nó có cách chia có một chút đặc biệt chứ không phải là bất quy tắc bởi vì nó vẫn chia theo cái bộ đuôi là es, ons, ez, ent nhưng nó có một chút đặc biệt là như thế này. Trước hết chúng ta thấy cái nhóm thứ nhất, cái tiểu nhóm thứ nhất là các động từ có ký tự cuối là oe, đương nhiên bởi vì đây là nhóm 1, rồi nó cách một cái vị trí, tôi đánh ký hiệu là cái hình vuông này là vị trí của một phụ âm, rồi trước đó chúng ta lại bắt gặp một ký tự ơ khác. Anh chị coi này, ơ rồi tới phụ âm rồi tới oe, ơ tới phụ âm rồi tới oe. Các động từ có cái dạng như thế này thì chúng ta chia như sau. Chúng ta vẫn chia bình thường, tức là để cái căn xuống, cái căn của cái động từ này là ACHET, chúng ta đưa xuống rồi chúng ta ráp cái bộ đôi vào ES ONS EZ ENT. Chúng ta vừa làm xong một cái công việc là giống như ở phần trên, chúng ta đã chia động từ ACHET theo quy tắc của nhóm 1. Ở đây chúng ta lược đi J, ký tự ơ gặp ký tự A thì người ta lược đi thì còn lại là JACHET. Vậy chúng ta đã làm xong đúng rồi, nhưng mà do bởi đây là nhóm 1 đặc biệt, nhóm này nó có một cái đặc biệt là ở bốn vị trí, ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba số ít và ngôi thứ ba số nhiều, chúng ta thêm accent ra và dấu huyền vào chỗ này. Đó, khi chúng ta đã thêm vào bốn vị trí mà tôi ghi dấu là bốn cái chấm đen này thì ở bốn vị trí này chúng ta tự động thêm dấu huyền vào, accent ra vào. Nếu động từ này là có accent tiêu ghi dấu sắc chúng ta cũng tự động đổi nó thành dấu huyền, accent ra vào và sẽ được phát âm như sau: jachet, tu achet, in lachet, nous achetons, vous achetez, in jachet. Tức là hai vị trí còn lại là nu và vu, chúng ta vẫn phát âm theo như nguyên thể là acht thì đây là nu jachetons, vu jachetez, còn bốn vị trí kia nó trở thành là e, jachet dấu huyền, tu achet, in lachet, in jachet. Đó là nhóm thứ nhất và cái nhóm này quy tụ khá khá nhiều động từ chia giống như thế này. Cái tiểu nhóm thứ hai là những động từ có các ký tự cuối là ce, CE và đằng trước chúng ta có những cái ký tự khác của cái động từ này thì chúng ta chia như sau. Chúng ta lấy động từ tiêu biểu là động từ commencer. Commencer có nghĩa là bắt đầu. Chúng ta cũng làm như bình thường, chúng ta chia như nhóm 1, chúng ta lấy cái căn đưa xuống. Nhưng mà ở đây chúng ta để ý khi chúng ta ghép cái bộ đôi vào thì nó có một cái chút đặc biệt mà chúng ta cần phải ý. Ngôi thứ nhất chúng ta thêm ơ, ngôi thứ hai chúng ta thêm es, ngôi thứ ba số ít chúng ta thêm ơ, ngôi thứ nhất số nhiều chúng ta thêm ons, ngôi thứ hai số nhiều chúng ta thêm ez, ngôi thứ ba số nhiều chúng ta thêm ent. Đó là chúng ta làm đúng quy tắc của cách chia động từ nhóm 1.
Tuy nhiên chúng ta thấy có một cái sự đặc biệt là khi phát âm nó có một cái chút gì không ổn ở trong cái bộ trong sáu cái hàng này. Je commence âm sờ, tu commences âm sờ, il commence âm sờ, nous commençons cùng, bởi vì c đi với o đọc là cô, vous commencez, il commence. Như vậy ở sáu vị trí này chúng ta thấy có năm vị trí phát âm giống nhau và giống với nguyên thể là commencer, je commence, rất là giống, tu commences giống, il commence giống, vous commencez giống với nguyên thể, il commence giống với nguyên thể. Tuy nhiên ở ngôi thứ nhất số nhiều khi chúng ta ghép giống như là quy tắc đã chia đã chỉ hướng dẫn chúng ta thì chúng ta thấy nó trở thành nu commong cung, do đó người ta thay chữ c này bằng chữ c để cho nó mang cái âm sờ giống như các cái vị trí khác, và chúng ta sẽ thay vào thì sẽ ra như thế này, nu commong sung. Vậy đây là một cái nhóm một đặc biệt. Vậy chúng ta có thể nói lại là các động từ nhóm 1 bật cùng bằng C, E, E thì ở ngôi thứ nhất số nhiều chúng ta thay chữ C bình thường bằng C, C, D để cho nó mang cái âm sờ giống như các vị trí khác. Nhóm thứ ba các động từ có cái ký tự cuối là G, G, E, E thì chúng ta cũng có một cái chút gì đặc biệt chúng ta cần phải để ý. Khi chúng ta thêm cái bộ đôi vào thì nó sẽ ra như thế này. Je mange, thêm e, tu manges, es, il mange, thêm e. Ở đây chúng ta thêm ons giống như giống như cái bộ đôi mà chúng ta đã học. Ons và ez. Và cuối cùng là ent. Đó là chúng ta đã làm đúng như quy tắc để chia động từ nhóm 1. Chúng ta thay cái bộ đôi ens, ons, ez, ent vào cái vị trí của e thì nó sẽ ra như thế này. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy có một cái chút gì nó không đọc giống ở cái ngôi thứ nhất số nhiều. Tôi đọc lại: Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Tất cả đều mang cái âm của cái nguyên thể là mange. Riêng ngôi thứ nhất số nhiều đọc là mangeons, bởi vì g đi ô là g. Do đó người ta thêm một ký tự ơ vào chỗ này để cho nó mang cái âm của tất cả các vị trí khác, và cái âm ơ này là nó nói lên đây là một nhóm một nhưng mà nhóm một đặc biệt măng rông. Như vậy chúng ta có thể nói là tất cả những động từ nào có cái cách kết thúc bằng je thì ở ngôi thứ nhất số nhiều chúng ta phải thêm ký tự ơ. Chúng ta thấy ở bên này không có thêm này, ở bên này không có thêm, bởi bên này chỉ đổi chữ c bằng ccd, giờ đây chúng ta phải thêm. Đó là nhóm thứ ba. Tiếp theo chúng ta thấy có loại động từ tận cùng bằng L, E, E thì chúng ta cũng nói đây là một nhóm tiểu nhóm đặc biệt. Nếu mà chúng ta chia bình thường thì chúng ta đưa cái căn xuống A, đưa P, E, E là đưa xuống, rồi chúng ta ghép cái bộ đôi vào là S. Đây là ONS, ở đây là EZ và cuối cùng là ENT. Nhưng mà người ta nói đây là nhóm một đặc biệt. Nhóm một đặc biệt là ở bốn vị trí je, tu, il, ba ngôi số ít và in số nhiều. Người ta gấp đôi cái phụ âm N này lên, gấp đôi nó lên, nó trở thành 2L. Ở đây chúng ta cũng trở thành 2L. Ở ngôi thứ ba số ít cũng trở thành 2L. Và ngôi thứ ba số nhiều cũng trở thành 2L. Ở trong thư pháp người ta gọi là đơ gen, người ta không nói là 2L, là đơ gen. Và hai vị trí còn lại thì người ta nói để giống như nguyên thể có một L thì chúng ta để một L. Bốn vị trí kia chúng ta gấp đôi nó lên đơ gen và được phát âm như sau: j'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent. Và đối với các động từ có tận cùng bằng TEE, chúng ta cũng có quy tắc chia như vậy. Tức là ở bốn vị trí je, tu, il, ba ngôi số ít và ngôi thứ ba số nhiều, chúng ta cũng gấp đôi cái phụ âm lên.
Theo quy tắc bình thường thì chúng ta thấy động từ jeter nó có ký tự cuối là oe, còn lại ba ký còn lại ký căn nó là j ot, thì chúng ta đưa cái căn xuống rồi chúng ta ghép cái bộ đuôi là ơ s ơ o n s ơ z ơ n t. Đó là quy tắc bình thường, nhưng do bởi đây là tiểu nhóm đặc biệt thì ở bốn vị trí j tuy il và in số nhiều, chúng ta gấp đôi cái phụ âm này lên, nó trở thành 2t đô t. Ngôi thứ ba số nhiều chúng ta cũng gấp đôi nó lên. Còn hai vị trí còn lại là nu và vu thì chúng ta để giống như nguyên thể nó có một t thì ở đây có một t. Đây là một cái nhóm tiểu nhóm đặc biệt, và những động từ nào có cùng cái cách chia, cùng cái hình thức như này thì chúng ta cũng chia giống như này. Và cuối cùng chúng ta có cái nhóm gọi là aye, oye và uye. Chúng ta thấy ở các cái vị trí với cách chia bình thường thì chúng ta thêm bộ đuôi vào vị trí cuối ơ ơ s ơ o n s ơ z ơ n t. Như vậy chúng ta đã làm giống như quy tắc chia động từ nhóm 1. Tuy nhiên đây là tiểu nhóm đặc biệt thì ở bốn vị trí j tuy il và ngôi thứ ba số nhiều là il thì y chúng ta biến thành y ngắn. Ở vị trí ngôi thứ ba số nhiều chúng ta cũng thay. Như vậy còn lại hai vị trí là nu và vu thì người ta nói là để giống như nguyên thể là y dài ba lay y, thì ở đây là nu ba lay ôm, vu ba lay y. Còn bốn vị trí kia chúng ta đổi thành y ngắn, r ba le, tuy ba le, in ba le, du ba lay ôm, vu ba lay y, in ba le. Ở bên này cái động từ này là kết thúc bằng o y e e, nettoyer có nghĩa là làm cho sạch, thì chúng ta cũng chia giống như động từ bên cạnh là ba layer. Động từ nettoyer là làm cho sạch thì với cách chia của động từ nhóm 1 chúng ta thêm ơ ơ s ơ o n s ơ z ơ n t vào vị trí cuối để thay cho cái đuôi là ơ ơ e của động từ này. Nhưng ở đây là nhóm 1 đặc biệt, ở bốn vị trí j tuy il và in số nhiều chúng ta thay y rect bằng y ngắn. Và ở trong động từ cuối chúng ta cũng có một cái hình dạng hình thức là tận cùng bằng y ơ e, và chúng ta cũng làm như ở bên trên là chúng ta thay ở bốn vị trí j tuy il và in số nhiều y bằng y ngắn. SVA là lau cho khô, thì sau khi đổi y thành y ngắn chúng ta phát âm như sau: je suis, tu es suis, il est suis, nous essuyons, vous essuyez, ils essuient. Như vậy chúng ta có một cái nhận xét là trong số các cái tiểu nhóm đặc biệt này chỉ có các động từ tận cùng bằng CEE và GEE thì nó có một chút thay đổi ở ngôi thứ nhất số nhiều. Thay vì C thường thì chúng ta để CCD, thay vì J O N S thì chúng ta chèn ký tự E vào để cho nó mang cái âm là J. Còn các nhóm khác chúng ta đều thấy có sự thay đổi ở bốn vị trí J tuy in số ít và in số nhiều, thêm dấu huyền vào Aset, 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 Aset. Các động từ khác cũng như vậy. Ở bên dưới chúng ta thấy nó cũng thay đổi. Nó cũng thay đổi ở bốn vị trí j tuy il và in số nhiều, chúng ta gấp đôi phụ âm l thành đơ z, là chúng ta gấp đôi ký phụ âm t thành đơ t.
Và ở các cái động từ tận cùng bằng y gạch ơ e thì chúng ta thấy ở bốn vị trí ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba số ít và ngôi thứ ba số nhiều, người ta đổi y dài y gạch thành y ngắn.